Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh về miền Tây Bắc của Long. Hiện tại thì Long đang có mặt ở trong bản làng mà nơi phụ trách của anh Giàng là trưởng bản. Thì nghe anh có chia sẻ ở bên trên này có một hoàn cảnh của chú Trư không có nhà ở và đang phải ở nhờ cái chuồng dê của một cái gia đình ở trong bản làng ấy. Thì ngày hôm nay thì Long qua theo lời chia sẻ của chú Giàng là trưởng bản để xem nào xác thực cái hoàn cảnh đó khó khăn như thế nào để có cái phương án gì hỗ trợ người ta không. Thì đi lên trên này thì thấy có một căn nhà danh ở đây, thấy siêu siêu vẹo vẹo này. Đây là lần đầu tiên Long lên đây các bạn ạ, không có biết ở trên này có một cái nhà danh mà này siêu vẹo như này. Xin chào. Chào em. Anh vào chơi tí nhá. Bây giờ đông thế nhỉ. Ui rồi. Đây nhà của ai? Là nhà của em ạ. Nhà của em này à? Ừ, đông nhỉ. Đây vợ đây à? Vâng. Hai vợ chồng trẻ. Đang hai vừa được tuổi thôi. Vừa được tuổi à? Vâng. Đây em mới ra ở riêng hay nhà mà lại nhà cửa này như này? Ra ở riêng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Vâng. Có mấy con rồi em? Mới một con này ạ. À, một con. Em tên gì? Tên là Sử. Sử. Vợ đang chửa tiếp hay sao ấy? Đúng phải không? Đúng rồi. Nay chuẩn bị con thứ hai rồi. Ôi chửa đây kia mà bế con nặng như thế kia thì có ảnh hưởng gì không? Không, không ảnh hưởng gì đâu. Hôm nay có việc gì mà đông thế? Hai em này sang đây chơi. Thì... Ôi bé kia, bé này xinh nhỉ? Nhìn mắt long lanh nhìn như gái Tây nhỉ? Đây con của bạn này à? Không phải. Hay em bạn này bị em này bị gãy tay à, gãy tay à? Đâu ra chú xem nào, chưa đi viện là con đi viện chưa? Đi viện nhưng mà không, chữa không được. Đâu xem nào, đây tay này á? Vâng. Dơ lên có được không, dơ cao lên được không? Có trái chào ta nè. Nó bị ngửa ra một tí đúng không? Thì kiểu như ngã bị chật khớp ra xong người ta nắn lại à? Nắn lại nhưng mà chưa thành công. Thế con có thấy đau nữa không, bây giờ bóp vào có đau không? Không đau à? Không đau. Đi học lớp mấy rồi con gái? Lớp 4 rồi. Lớp 4 à? Sinh nhỉ? Hôm nay được nghỉ à hay là không đi? Nó bị đau tay, đi không biết không được, nó không đi. Viết tay phải không viết được à? À tức là bây giờ dơ riết lên nhưng mà cầm nắm là khó đúng không? Không. Nhà gần đây không? Nhà là xa. Nó đang chữa đây à? Đang chữa ở đây á? Vâng. Đắp thuốc nam hay làm gì vậy em? Đắp thuốc người Mông à? Thế là anh em gì với nhà mình mà lên đây chữa? Đây này. Không, đây là chữa nhà em này. À em này. Thế nhà em ở đâu? Em nhà ở dưới ạ. Nhà dưới này. Nhà trưởng thôn đấy á? Vâng ạ. À em là con của trưởng chú Giang trưởng thôn à? Vâng. À. Đây vợ. Vợ em ạ. Thế là trong bản có cái hoàn cảnh này khó khăn thì bố em muốn đem về để chữa cho gì? Tốt quá nhỉ, bác trưởng bản. Nhưng bây giờ không viết được. Thôi, có những bạn này thì để cho anh nói chuyện với bố sau. Bố Giàng sau. Thì xem có giúp đỡ thì cháu đưa viện. Thế đưa viện đi viện nào mà lại không chữa được? Yên Minh ạ. Yên Minh á? Vâng. Tức là phải... đi viện người ta bó bột xong rồi bây giờ khỏi dần người ta đưa về thôi. Ý là đưa đi, họ chữa không được. Đem bố mẹ đưa về. Họ chữa không được mới đưa về à? Vâng. Sao này chữa không được nhỉ? Bó bột gãy tay thì bó bột bình thường là khỏi thôi chứ làm gì mà đến mức không chữa được. Có được nhưng mà nghe nói là nó chữa sát khỏi rồi nhưng mà cho nó ăn thịt gà xong rồi nó đau lại. Tức là mình không giữ được cái gì. Người ta bó bột xong là khỏi, người ta về xong là trục tràm. Xong là đấy. Đau lại gì? Thế thì phải đi viện thôi em ạ. Phải đi viện xem thôi chứ còn đắp thuốc người Mông mình thì có được lúc không. Trộm vía nhà con của em này mập mạp nhỉ. Thôi để anh xuống, anh xuống tí anh xuống bố xong nói chuyện về cái này xong. Anh cảm ơn nhá. Anh ghé qua nhà chú Trư thì thấy có căn nhà để vào anh chơi và hỏi thăm tí. Bụng to quá rồi mà bế con như thế. Ở đây có nước lần cơ à? Anh lên trên chú Trư, đây đường lên chú Trư đây đúng không? Vâng.
mà có một nhà sao em mới thấy nó sang bên kia rồi. Thế á? Ừ. Thì anh lên trên này xong đợi tí xem là chú ấy về thì hỏi thăm chú tí. Hôm nay cũng không có chủ định đi nên là vào nhà kia vào chơi tí này, chả chủ định vào, chả có quà cáp gì đâu. Trên này là một cái mặt bằng khá là rộng rãi này, bốn bề xung quanh thì toàn rừng núi bao la bát ngát này. Đẹp không? Núi non sừng sững, nhà ở lưa thưa lắm các bạn. Ở bên trên này heo hút nên tận trên này cũng mới có một nhà này. Chú Chư, chú đi đỡ ai dựng nhà em? Ôi giời, nghe cái em ở dưới nhà danh kia bảo là chú đi đỡ nhà nào bên cạnh trong làng bên kia ấy, làm dựng nhà hay làm gỗ gì đấy. Thì anh em đã đến cái chỗ, cái lều, cái chuồng dê cũ của các gia đình khác người ta cho chú ở nhờ rồi. Thì xuống đây nghỉ tí xong rồi đợi khi nào chú đỡ xong nhà bên kia mà chú về thì hỏi thăm chú một chút. Đây cây cối hoa quả nhiều nhỉ. Cây táo cổ thụ này. Đây các bạn ạ. Đây là cái chuồng dê mà chú ấy đang ở nhờ nhà người ta này. Sợ quá em. Lụp xà lụp sụp này. Bên trên thì lập bằng bạt, thấp lắm. Cái này là cái nền nhà cũ của ai đây? Xong là ở đây là trước cửa nhà người ta ngày xưa đây. Bây giờ chắc là ở nhà cũ này. Trên này xong là người ta có cái chuồng dê ở đây. Đấy, bởi vì chuồng trại các thứ của đồng bào người Mông là người ta hay làm trước cửa nhà mà. Xong là người ta chuyển đi đâu hay là như nào đó thì mới còn cái chuồng dê cũ ở đây thì mới ở nhờ người ta. Mình xuống xem. Chú này mạo phép một chút thì chú đi vắng nhưng mà cứ vào xuống đây xem một tí. Ôi ôi. Đây, các bạn nhìn này. Cái chuồng dê thì nó chỉ có ở bên trong này thôi. Nó chỉ đến đây thôi. Còn cái chỗ này là gác thêm cây que và sau này phủ cái bạt lên để nấu nướng đấy. Cây ớt ở đây, cái cây cối cái gì cổ thụ các bạn ạ. Có một cây táo, cổ thụ, một cây ớt này cũng to này. Cổ thụ luôn. Mèo. Mèo đói sao thấy người kêu cuống lên. Thì trong nhà cho chú Chư à. Đi vào trong này thì phải cúi gập người xuống. Cúi gập người xuống thì mới đi được. Điếu cây này, chai không thuốc như tổ quốc không cờ. Và đây lục lọi một tí. Đây ông thấy có ấy này, có đồ ăn, chắc là sáng nay chú xào nấu chú ăn. Nồi niêu xoong chảo này. Một chắc một mình ở này, nên là cũng cái đồ đạc cũng chả có nhiều đâu. Bát đũa này. Nên trồng cả cây cảnh này. Bạn nhìn thấy không? Cái cây này trồng mà nếu mà cho chai thủy tinh thì cái rễ nó mọc nguyên nước nó cũng sống nhá. Cái cây này đấy, trồng cả cây cảnh luôn các bạn. Bonsai này. Có cái quả núi nhân tạo. Ông này có vẻ ông ấy cũng ấy nhỉ. Cũng kiểu cũng thơ mộng ghê. Còn ở đây là cái ngăn chuồng dê này các bạn này. Chuồng dê này người ta đóng cao lên như này. Chú mắc màn chú ngủ ở trong cái chuồng dê này. Đấy, nhà lụp ngày thì làm sao mà khổ quá nhỉ. Đây là của một cái đất cũ của một gia đình nào đó này mà người ta xếp bún xung quanh này, tường đá này rất là chắc chắn luôn này. Thế là cả một cái khu đất này, cả cái khu vực chuồng dê và cái nền đất vừa long chỉ chỗ cây táo cổ thụ đấy là của một cái gia đình nào đó ngày xưa mà sinh sống ở đây. Kè đá ở trên này họ kè giỏi lắm các bạn nhé. Các bạn nhìn này, những cái phiến đá không hề to đâu. Phiến nào to bằng hơn người ta để ở dưới. Xong là người ta cứ xếp lên. Không có xi măng, không có bột cát gì cả. Nhưng mà người ta xếp thành những cái bức tường rất là vững chãi này.
khéo tay. Thực sự là cái công cuộc này mà mọi người làm được là rất là khéo tay này. Ở trên này cũng vậy. À, chỗ này là ngày xưa là cũng ấy nhưng mà bị sập này. Có thể là bị sập hoặc là có thể là gỡ ra để đi lại. Nhìn này đẹp lắm. Ở này thì có những cái cây đào, cái thiết, cái mơ, cái mận này. Đến mùa hoa này đẹp lắm đấy. Khung cảnh thơ mộng như này mà cuộc sống này nhìn éo le quá. Tường rào đá đẹp thật. Đấy. Thì cứ anh em cứ ngồi đây thôi chứ còn cũng không biết làm thế nào để gọi điện các thứ gì cho chú về. Hoặc là nếu mà đợi một lúc lâu lâu mà không thấy chú về thì sẽ xuống nhờ trưởng bản hỏi thăm chú đang đỡ nhà nào thì xin số người ta rồi gọi chú về. Mà cũng đâu không muốn gọi lắm bởi vì là chú ấy đang đỡ nhưng người ta thì cứ để cho chú đỡ. Đây là một cái nhà chỉnh tường cũ các bạn ạ. Quan nhìn thấy những cái phiến đất này không? Những cái phiến đất này là cái di tích để lại. Trước đây cái nhà này sẽ là một cái nhà chỉnh tường này, chỉnh tường đất này. Xong là người ta làm chuồng dê dưới này. Đấy. Cây táo đang bảo này, to chưa? Cây táo cổ thụ này phủ đây che cái khu vực chuồng này. Bên trên kia có một nhà nữa. À, trên này có mấy nóc nhà các bạn ạ. Chỗ này không quá xa đường chính. Cũng không xa đường chính lắm đâu. Cây thông. Ở đây khung cảnh đẹp thật sự ấy, yên bình. Ui nhiều gấc này sao họ không hái xuống vậy? Nhiều quả gấc rồi, gấc này thổi xôi gấc này ngon lắm này. Cây ổi, cây gấc mọc phủ lên cây ổi. Ổi cũng to, đây công nhận toàn những cây cổ thụ, toàn cây to này. Bây giờ thì anh em tìm chỗ mát xong ngồi đợi chú đó. Khi nào chú về thì Long sẽ quay rồi hỏi thăm chú xem cuộc sống chú thế nào mà lại bây giờ lại phải ở cái nơi nó khó khăn đến như vậy. Đói quá sao nó cứ thấy hai anh em mình nó quẩn hết vào chân. Miu miu. Miu miu. À, chào chú bạn ơi. Chào chú nhé. Cháu đến chơi chú tí. Vâng. À, sao chú lau chùi? Cháu vừa mới đến là đợi chú. Chú đi đỡ nhà nào à? Đến đúng nhà. Nhưng mà đi làm việc gì đấy? Là nó cậu nó có chơi nhà mà nó... Cậu làm nhà lên đỡ à? Cậu làm nhà nhưng mà à. Chú đi thì cậu chơi nhà. À thế ạ. Vâng. Thế chú ăn cơm bên đấy chưa? Chưa, sáng là chưa cơm mới đi. À. Nơi có cái nhà chuồng bò nữa. À, làm xong chuồng bò xong mới ăn à? Vâng. Vâng. Cháu nghe chú Giàng trưởng bản nói chuyện thì cháu mới biết hoàn cảnh của chú thì lên hỏi thăm chú tí. Cháu tên Long. Vâng. Vâng, và nhà ống nước. À, chú nói tiếng phổ thông rất là thạo các bạn ạ. Chú tên là Chư chú nhỉ? Vâng, tên là Chư vâng. Ờ. Chú ngồi đi. Chú lấy nước á. Cháu ngồi đây được không? À, chú quét à? Quét kia đâu, quét mà hôm qua nó đỉnh. Nó hôm qua nó có khách đây. Là rượu nên nó có... À, hôm qua có khách đến à? Vâng, có khách mà... Thế nó bảo ở nhà nhưng mà không có ở nhà. Thế ở nhà thì nó có khách quá sao? À, vâng. Cháu ngồi đây được không? Được. Thôi thử nhưng mà. Vâng. Lấy cái ghế này, để có sạch chứ không? Ngồi đâu cũng được ạ. Vâng. Chú ngồi đi. Vâng, chú ngồi đi. Chú ngồi đi, cháu ngồi đây cũng được. Đấy. Ôi giời. Quá vậy mà. Chú năm nay bao nhiêu tuổi? Chú có nhớ không? Nhớ mà. Bao nhiêu tuổi? Đấy 42. 42 á? Vâng. Em 81 cơ mà. Sinh năm 81 thôi á? Vâng, thế này 42. À, nhìn già thế thì 81 thì cháu thì có 91 thì hơn nhau có 10 tuổi thôi á. Đấy, cháu ơi. Có nhầm không? Nhưng mà nó là nhìn mặt chú không phải 81 đâu quá. Là 81 cơ mà. 81 thôi à? Vâng. À, cuộc sống khó khăn quá nhìn trông 81 cơ mà. 81 và tuổi gà là 81 cơ mà. À tuổi gà. Tuổi gà ấy mà trên 81 mà. Ừ. Thế thì ngày xưa làm sao mà lại
đất đai nhà cửa đâu hết rồi. Tao với bà chú ở nó có bác là trước là nó còn bố mẹ chết. Bố chết từ đây cháu... 8 tháng ạ. 8 tháng đó mẹ nó uống thuốc ấy. Thuốc nó chết nhưng mà chả có gì đâu. Mỗi người nó để mấy em biết nó lấy nhà kia nó còn lấy cái sàng gỗ kìa. Sàng cây kia nó có. Cháu cài cháu cái mic thì chú nói chuyện nghe cho nó rõ. Vâng. Thế là nhà cửa các thứ là bán hết à? Bác cho nó có mua bò mổ cho nó mẹ. Mẹ chết nhưng mà chả có gì nữa. Đó là mỗi người nó mẹ để bố mẹ để nang ở con trai. Như là bố chết từ 8 tháng rồi. Thế là mua trước là còn mua một con bò mổ cho bố rồi. Nhưng mà bố chết tuyệt từ 8 tháng. Nó mẹ nó uống thuốc rồi, nó mẹ nó chết. Theo nhá, như là chúng chả có thiệt. Uống tự tử á? Vâng, uống tự tử nó chết. Như là nó không có tiền rồi. Nhưng mà mấy anh các bác kia nó nhá, bỏ là bố mẹ để như nhau thôi nhá. Như là mỗi người là mổ một con bò cho mẹ. Thế là chả có tiền gì đâu. Thôi thế là nó là ức một con bò 18 triệu nó mổ cho mẹ. Như là chắc là không có tiền hết tiền rồi nhưng mà nó rẻ kia nên bảo là thuê cho một con bò cho nhé thằng cậu kia nhé. Nhưng là mà nước ở nhà hay là cái nhà ấy là nhà đất nhà trên được nhưng mà nó lấy cái xa không lấy để cái cục cái nhà ngay ở cái bãi đất này á. Là nhà của anh ngày xưa luôn. Nhà trước ngày xưa ấy. Thế bố mẹ anh ngày xưa là ở cùng anh à hay ở cái anh? Nhà cái bố mẹ cái nhà to kia cái dưới này là ở cùng các anh khác. Vâng. Cái nhà là nhà của bố mẹ của. Thế cái chuồng dê này là chuồng dê cũ của anh luôn à? Vâng, trước anh mua đi trước là vợ đi Trung Quốc rồi nhưng mà nó chảy Trung Quốc nhưng mà cái nó là mua mấy của đi là thuê ở Trung Quốc về nhưng nó còn mua mấy chục con dê. Cái nuôi này nó cái này nó khăn nuôi con dê nhưng mà nuôi con dê nhưng mà trên đường nó uống bị nó chết. Từ còn mấy con thôi nhưng mà bắt thì nó còn chỉ nó để trồng cái chuồng dê đâu rồi. Thế là ngày trước anh bán nhà xong bán cả cái khu đất này rồi á? Không. Đất này không qua mà. Thì đất này có phải đất của nhà mình không? Đất của mình ấy mà. Thế thôi. Thì tức là cái đất mà vòng quanh cái tảng đá này, vòng quanh đến cây ổi kia. Đất là đất được của... Của anh à? Chú bác đấy. Đất là đất anh, là đất ở chúng thì nó ở tí là chắc kia. Không hiểu mấy. Thì tức là mảnh đất này không phải mảnh đất của anh à? Vâng, đất thì nó khai vòng cái này thôi luôn. Chả hiểu. Sùng từ nói cho nó. Tức là vòng quanh đây là đất của anh. Tức là vòng quanh đá đây gì? Như anh em mình vừa chỉ này. Là vẫn là của đất của anh này gì? Vâng. Của anh Trư này gì? Vâng, vâng. Thế thì Long nếu mà nghe qua câu chuyện thì không biết các bạn nghe cái giọng của anh ấy có quen không? Bởi vì anh ấy nói hơi ngọng một chút và Long nghe quen thì Long cũng dịch được nhiều hơn. Thì là cái mảnh đất này, cả cái khu vực kè đá này và cả cái bãi đất mà Long bảo là hình như ngày xưa là cái nền nhà cũ, nhà trình tường ấy thì là đất của anh ấy. Đã. Và nhà trình tường của người Mông thì họ sẽ làm gỗ ở cái nhà trình tường đó. Thì ngày xưa là theo cái hủ tục của đồng bào người Mông ấy, là tức là bố mẹ mà mất là con cái là như nhau hết, là phải đóng góp vào bò, đóng góp vào lợn, mỗi gia đình là bao nhiêu con lợn, bao nhiêu con bò vào để làm ma, xong mua quan tài các thứ cho bố mẹ. Thì ví dụ như mà như người khác mà khó khăn các thứ thì làm cái đám ma nó nhỏ nhỏ đi, rồi gọi ít người đến thì đơn giản 1-2 hôm rồi đưa bố mẹ ra đồng thôi. Nhưng mà với người Mông thì cái hủ tục của họ là nó đám ma nó kéo dài bao nhiêu ngày tháng, gần một tuần đấy. Thì các bạn xem cái phim mà Cuộc Chiến Không Biên Giới, các bạn cũng biết được cái có một cái hoàn cảnh như thế mà các bác chú biên phòng đang xử lý các thứ mãi cũng không được, đúng không đấy. Thì là anh Trư này là phải bán cái nhà đi, còn giữ cái đất lại. Cái nhà là bên trong cái nhà trình tường là nó có gỗ. Thì là bán cái gỗ đi, đúng không? Vâng. Bán gỗ đi để lấy tiền mua con bò mười mấy triệu, anh vừa bảo mười mấy triệu. 18 triệu. 18 triệu để làm ma cho bố, làm ma cho mẹ. Làm ma cho mẹ ạ. Làm ma cho mẹ. Vâng. Thì bán đất rồi thì lại không có nhà ở nữa. Thì cái chuồng dê này cũng là cái chuồng dê của anh ấy thôi. Thế cái chuồng dê này nó bán chưa? Chưa. Và vẫn là của anh cái gì? Vâng, cái chuồng dê này là có chúng ngủ đâu. Thế là cái đất là vẫn đất của mình, nhưng mà mình không có điều kiện để... Không có điều kiện để làm cái nhà mới thì mình ở tạm ở đây vẫn trên cái mảnh đất của mình cái gì? Vâng. Thế con cái anh đâu hết rồi? Con nó đang được thuê ở Bắc Giang vậy. Con đi làm thuê Bắc Giang á? Vâng. Mấy người con? Hai con đâu ạ? Hai con? Vâng, hai con trai hết ạ? Hai con trai hết? Vâng. Lớn chưa, bao nhiêu tuổi rồi? Lớp... Nó có con lớn, con thứ nhất thì nó có 19 tuổi lên năm nay rồi ạ.
Con lớn là 19 tuổi. Vâng, con bé thì nó còn 17 tuổi. Con bé 17 tuổi. Vâng. Thì có hay gửi tiền về cho bố không? Nó gửi cho bạn. Gửi cái nhà quang phó này, mỗi người, mỗi hộ là 2 triệu, nhưng mà nó cũng cho tiền cho bố. À, gửi tiền về để làm, để chung tiền làm cái nhà văn hóa thôn kia gì? Vâng. Thì những cái công việc lớn trong gia đình là gửi về để cho bố đóng góp để cho thôn làm cái nhà văn hóa dưới kia, nhà văn hóa khá là to. Đấy, mỗi người. Thế còn vợ anh đâu? Thế vẫn là trước à, vợ ấy. Vợ là trước à, đi Trung Quốc ạ. Nó chạy đi Trung Quốc. Chạy đi Trung Quốc à? Vâng. Trước khi mà bán nhà hay là sau khi bán nhà? Vâng, trước cái vợ là đi lâu rồi. Đi lâu rồi á? Vâng, từ nên là mẹ mới năng ạ. Mười mấy năm đó. Vâng. Nên chắc là 13, 14 năm sau ấy. Nhưng mà sao cuộc sống khổ sở hay anh có rượu chè gì không mà vợ lại bỏ đi? Tao nó ăn Tết ấy, Tết đi chơi Tết với nó khát tử đi nó không biết đâu. À, đi nó chơi. Trở ở nhà nhưng mà chắc là bỏ. À. Là mấy ngày đi được 2-3 ngày rồi. Ba ngày nó đi chơi Tết chắc gặp anh nào, yêu anh nào nó bỏ đi à? Không biết được. Chắc... Hai người ăn trụ đi hay là không biết được, nó khát chắc tử đi là không biết. Kiểu dài thôi, ở trên này mà muốn tán nhau thì toàn kiểu Tết đi chơi chợ phiên hoặc đi chơi lễ hội đấy, thế là ưng ưng nhau là kéo nhau về đấy, kiểu. Chắc là có cái vụ này nó không biết quả chú. Biết à? Không liên lạc được nữa. Đó. Không gọi điện được, không có đứa mà có gọi còn được từ nó đang ái nữa, con nó gửi tiền cho nó mấy trả tiền tàu, quay mấy trả tiền tàu cho nó con ngoan này, con mua quả áo mặc ấy. Nó gửi về cho con hay là và con nó gửi cho con nó? Thôi cho nó chồng cái là còn à, ngày xưa lúc con còn bé nó bỏ đi mười mấy năm thì hai thằng vẫn còn bé tí à? Và trước có bé thì nó ba chắc là 3 tuổi, ba tuổi ấy, nó đi cơ mà, nó là 17 tuổi ấy, mà nó là được từ 13 năm ấy, 15 tuổi ấy. À, vâng. Thế là cái bỏ đi khi mà cái cậu con út là có 3 tuổi thôi. Vâng. Có cậu con út bây giờ 17 tuổi, tức là bỏ đi 13 năm rồi đúng không? Vâng, vâng. Ừ. Đúng. Thì chắc lấy chồng bên Trung Quốc rồi quá. Nó lấy chồng nó quan ấn để nó còn 3 con cơ mà, ở Trung Quốc ấy. Lấy chồng để 3 con bên đấy rồi. Vâng. Thế từ ngày đấy anh cũng không lấy vợ mới nữa. Nó về chỗ nó khó khăn lấy vợ là nó vợ hai thì nó còn một số thì nó còn chửi con sao mà nó mới để nó còn nó uống rồi nó còn chửi với con đấy, nhưng là không lấy thôi. Thế sợ lấy vợ hai về chửi con đánh vợ con, chửi con đấy con mới cho nó bú ở nhà thì nó cho con ăn uống. Nó có nó bú không ở nhà thì nó không cái bữa nào thì đâu có ăn uống chỉ mới còn bữa nào ngon thế là nên đi nó cho cọ uống thì nó còn thường thôi. Thế nó vợ anh thì nó thế đâu ấy. Anh đang sợ cái lúc mà vợ anh bỏ đi con anh còn nhỏ mà anh lấy vợ hai về thì có anh ở nhà thì vợ nó cho con riêng của anh ăn uống. Ăn đầy đủ. Nó còn không có anh, ở nhà. Không có ở nhà thì sợ nó đánh đập mà không cho đánh ăn uống. Nó có cho nó cho nó cái ăn cái thức ăn gì nó có cho cái nó có chỉ ngon ví dụ. Tức là thương con thì không muốn. Không muốn lấy vợ. Vâng, em còn nghe anh chú Giang trưởng bản bảo anh cũng hay làm thuê lắm đúng không? Vâng. Đi làm thuê thì đi phụ xây hay đi làm việc gì? Về nó chú ở Hương Yên đang về được không? Vâng. Mới đi làm về à? Vâng, mới ra bài ấy mà. À. Ở đây là hôm qua một ngày. Thì đang ngày một ngày hàng nữa. À, mới về à? Vâng, mới về. Đi làm được nhiều tiền không anh? Thế mười mấy triệu đó ạ. Ấy da, mười mấy triệu cơ à? Vâng, hai tháng được là mười mấy triệu. À, thấy mùa họ giả hết không? Họ giả hết chưa? Dạ. Mười mấy triệu họ có giả hết cho không? Chưa. Nó có uống thì nó có gọi để cho nó sang xe cô ở Bá Gia thì nó còn bố nó gọi để cho ăn trụ về nó mày nghỉ được cả mấy không, ngày nữa. Em bảo anh đi làm thuê anh có được tiền không chứ không hỏi con anh. Đấy, được mười mấy triệu nhưng mà lấy được 4 triệu về thôi. Vâng, có 7 triệu. Triệu nhưng mà con anh đi làm ở Bát Gian đang ốm thì anh đi thay. Vâng, vâng. À, vâng. Thế là con thứ hai con cả. Vâng, có cả. Con cả bị ốm à? Vâng, uống thế là anh đi làm được mấy triệu xong là xuống Bắc Giang để thăm con ốm xem như nào có gì. Vâng. Anh đang làm ở dưới kia nhưng mà vâng. Con mày đã làm nó con làm cho mấy. Ừ thì chắc là mong mấy mừng mới nhỉ? Thì chỉ mang được 4 triệu thôi đi thay. 4 triệu, nó còn 7-8 triệu. Vâng. Thế là nó còn mười mấy triệu. À, thế là tính ra ngày công của anh đi làm thuê ở dưới kia là được mười mấy triệu rồi. Nhưng là... mà ông chủ đưa cho 4 triệu để đi thăm con bị ốm. Ê, chứ vâng. Còn số còn lại là chưa giả. Chứ đại vậy. À. Thì sao con lại ốm à? Con uống nó không? Ho, con vâng, phải đi viện không? Bị sâu, còn bị sâu nhưng mà nó không ăn được cơ. Bữa ngày thì nó còn không bước cao nào trên thửa. Thế còn anh đi làm thuê thì anh làm ở đâu? Làm ở Hưng Yên. Ở tận Hưng Yên? Vâng. Con này làm Bắc Giang, bố làm Hưng vâng. Yên. Vâng.
Thế mấy đứa này có đi làm được không anh? Hai đứa của nó là trong ở trong team ạ. À, nhưng mà bảo mấy đứa anh về nhà chơi mấy hôm anh có về có nó đi làm được không? Nó bảo là nó bảo là nó nghỉ được 15 ngày hay là mấy ngày thôi. Quay lại xuống làm. À, nghỉ một nửa tháng xong lại quay lại làm. Vâng, đấy là làm mấy làm gì ấy? Thế là cái nó gọi là dù với là báo qua hàng kìa, hàng công ty. À, bốc hàng à? Vâng. Thế là về. Thế là về là cứ ở đây thôi. Điện ở đây, ở chỗ này anh dùng đèn tích điện à? Dạ. À, đèn kia nó thấy có cái đèn tích điện. Nó cũng không biết là ở như này, chứ biết ở như này thì sẽ mang cái đèn của chú Kenvin Trần đến tặng cho anh. Thế là... Để bữa nó... sau đi. Cho chú bảo là bác bán nói gì là bảo là... Thế hai con bảo là nó... Ngày mai anh kia nó hãy tháng này 15, tháng 10, 15 ấy. Ừ. Đấy, nó ứng tiền cho nó. À, công ty nó trả tiền cho hai con là được... mua gì đó vậy là xác ấy, là cái xác ấy là cùng. Ừ. Là thế cùng. Là mấy đứa là ba bố con mà làm được. Vậy. Tiền này có đấy, ý định đúng. Dựng lại cái nhà không? Dựng lại cái nhà. Ừ. Như là người ta bảo là đấy con qua nó gọi điện cho bố con là mà là đi làm được mấy năm rồi, hai thằng đi làm được mấy năm rồi? Chắc là từ năm ngoái ạ. Năm nay con thứ hai mới năm nay mới đi. À, con cả là, con cả là. Làm từ năm ngoái, còn con thứ hai thì mới đi. Mèo ừ. Mèo nó đục đồ ăn hay sao kìa. Đứng. Này, anh đậy lại thì không tí nó ăn luôn. Này. Không có cái mấy cái miếng thịt ở trong kia. Đậy hẳn vào anh ạ, đậy lại đi, không là nó hất lên đấy. Đi thì chẳng có gì đâu. Thế nó còn đậy lại nhá. Đó con là có sinh con sinh năm 81 mà nhìn trông già dặn nhỉ. Thế người là đông nổi có người già. Thì mà biết đâu có người già. Già dặn nhiều vất vả quá. Người ta có nghỉ mà lán ở lều này thì ở một vài tháng còn ở được chứ ở bao nhiêu năm như thế thì khổ quá nhỉ. Vâng, nếu sẵn sàng ở thế nào thì nó khổ. Người thứ ai thì nó có. Thôi chịu gì? Khó đi làm thuê thôi chứ còn cái nhà cửa này thì ở cái gì. Đi làm thuê xong ba bố con tích góp mới kiếm gỗ để về làm nhà mới. Vì là nhà nó được sửa rồi, nhà nhà mới. Thế bố mẹ anh mất lâu chưa? Mất mẹ nó còn rất là hơn 2 năm. À hơn 2 năm thì là cũng vâng. Mới bán nhà ra đi ở mấy năm rồi, 2 vâng. 2 năm rồi. Được vâng. Đấy. Ra trồng dê thì ở 2 năm rồi. Vâng, nên là rất là từ đây là được ở đây là lắm. Ừ. 2 năm rồi. Nhưng em đến chơi hỏi thăm động viên anh cũng thấy anh cũng đi làm thuê rồi con cái làm thuê này cũng mừng lắm rồi. Vâng. Nhưng mà cuộc sống còn khó khăn thì cố gắng cái hủ tục của đồng bào người Mông thì vâng. Cũng không thể một chốc một nát một vài năm mà thay đổi được các bạn ạ. Vâng. Đám ma mà bố mẹ mà nằm xuống thì tổ chức đến gần một tuần ấy, xong là nhiều người đến đỡ lắm, cả làng nọ làng cạnh làng bên người ta đến. Xong là nguyên cái tiền cúng rồi tiền mà ăn ấy, cho người đến đỡ đám ấy. Vâng. Nhiều lắm, đông lắm các bạn ạ. Linh đình xong là một đám đến mười mấy con lợn, phải đến 5, 6, 7 con bò ấy. Thế cái này trước anh nhưng mà thế ăn quay bò nuôi gì nó lửa mới con đỉnh nhưng mà nó vỡ chảy thì nó gì nó có nấy bố em cũng vừa xuống nhà không? Bác Giang trưởng bản để long cũng hỏi thăm xem nào anh như nào mà phải bán nhà bán cửa thì bác nói có qua thôi. Thế? Thì bác hỏi xem nào anh hay long ấy cứ tưởng già ấy, nó gọi là chú chư thì bác trưởng bản bác bảo người này cũng là người tốt thật thà thì long mới ghé lên thăm. Thì em tên là Long, em có một cái món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Em có món quà nhỏ nhỏ từ chú Kevin Trần gửi tặng anh 500.000. Anh cầm lấy để thêm thắt tiền tàu, tiền xe để mấy nữa đi làm nhé. Em tặng anh. Vâng, cầm lấy anh ạ. Để hôm nào đi tàu, đi xe, đi xuống Hưng Yên làm cái thứ. Một tháng, một nửa tháng cũng được đi làm mà. Chắc là nghỉ đang có nửa tháng này mà chắc là đây là bây giờ chắc là đi quay lại xuống đây làm thì nó còn là cho nó hơn 2 tháng xong rồi để Tết đấy mới về. Đến Tết làm cố gắng là vâng. Ví dụ người ta mà có nhiều việc thì mình cứ làm thôi chứ đừng có về đây là người ta cho về 15 vâng. Ngày chắc người ta hết việc người ta mới cho vâng. Về thôi. Vâng. Thì cái là cho nên mỗi ngày là đi ăn là thuê cái nó ăn là trưởng bán là một tháng rồi là 13 triệu một tháng à 2 tháng là 13 triệu. 12 tháng, 2 tháng là được 13 triệu. Ờ, 1 tháng là 6 triệu. 6 triệu nuôi ăn nuôi ở vâng. Đúng không? Nó ăn nuôi ở vậy.
Cái nhà ấy là nghỉ gần gì đó. Nhưng mà quan trọng là người ta đến lúc mình nghỉ người ta có giả hết cho mình không. Vâng. Mới là điều quan trọng. Cái này nó anh với trưởng công ty cái này nó anh thế là gửi hết. Còn nửa đồng quan trọng là mình cũng phải làm cho nó tử tế, làm được việc thì người ta mới ấy. Bé này ăn đi là đời việc, nhưng mà ăn đàn chủ của cái công ty kia nó ăn là chủ và mấy quản lý ở mấy trùng người mà không làm quản lý vậy mà nó là được việc, nhưng mà cái mấy thà kia nó gọi là một tháng là 6 triệu, em là một tháng là ăn là 6 triệu gì thế là đấy tháng 11 đấy, nó sang 11 đây nhà nó một tháng là 7 triệu một tháng. Vâng. Nó lê nhưng mà lê lương nhưng mà chắc là anh nó khổ. Thế anh có đi đỡ nhà kia làm nhà nữa không? Nó ăn cầu của nó mà gọng là nó thí việc thì nó xong thì nó cài lại về tí. Vâng. Chưa cơm vẫn chưa cơm. Chưa ăn cơm thì. Để nó xong mới có con cá mà mua mấy con cá ở nước to kia cái nó để mà nó. Thế là mọi người nghỉ ngơi là anh tranh thủ chạy về nhà một tí. Thế thì nói chuyện một lúc thì anh quay lại kia đỡ xem là cơm nước các thứ đi không, mọi người đợi. Vâng, ok. Như nào? Thôi nhé. Thế... Vâng. Thế ra làm bia nhau. Thế rồi. Thế nghỉ một bia nhé. Anh bảo gì? Mỗi người làm một chai bia. À, bia á? Vâng. Thế có bia ở đây không? Đây có. À. Anh bảo là mỗi người một chai bia thôi, anh mời bia hãng về. Hôm qua anh vừa đi làm về các bạn ạ. Vâng. Nên là bia này. Cái bia này là có 10.000 hay mấy nghìn một chai này. 10.000 một chai này, bia vâng. Này cái việc của bia cỏ ấy, uống khó uống thôi. Không. Anh để đây uống đi, có hai. Người ta đặt một chai đi. Anh còn có hai chai đây thì uống cái gì? Thôi, để phần đi. Có khách có khứa đến thì uống. Em không uống đâu. Uống đi. Anh có hay uống rượu uống bia không? Là rượu mới được, bia mới được. Thế uống rượu. Uống nhiều không? Uống nhiều không? Uống được khoảng mấy lít? Thế thì là bình thường rồi. À, uống phải đi làm chứ nhỉ? Vậy. Thế nên đi chứ. Mình là đi làm thuê đấy, ai cho uống rượu. Cho rượu đâu, ai nó đi làm thuê thôi mà, ai mà cho rượu uống. Thế chỗ nó nước rồi. Chợ nước thì nước là nước trẻ này. Bây giờ nó nóng quá thì nó cả chảy nó uống nên lòng theo còn nước đi nó đá thôi thế. Vâng. Ở đấy mệt thì chỉ uống nước độc đá thôi nhỉ? Vậy. Thế nước đá rồi đấy. Vâng. Thế là nhiều thì nó không được xá thì nó con mệt quá, mệt người quá. Ba bố con làm rồi dành dụm tiền để dựng cái nhà, xong là còn lo cưới vợ cho hai con trai nữa nhỉ. Vâng. Hay giờ. Thế từ năm ngoái rồi, năm ngoái từ nó có cả là bỏ là năm ngoái từ lời với vợ rồi, nhưng mà muốn bỏ là rồi. Không có nhà. Rồi, không được nhà, bây giờ có gì nó còn lấy vợ. Nên bây giờ tờ mong ở vùng cao thì nó còn tiền nhiều đấy, tiền vợ thì nó còn. Mấy chục cân con thịt lợ. Với cả quả áo, cái hò ấy, cả gì các thứ, cưới nhất vợ, là nhiều. Cưới vợ của người Mông không hề đơn giản đâu. Vâng, không đơn giản đâu, mấy chục triệu ấy. Với thì nó khác, với rượu khác. Với cả rượu, nó quả áo khác. Vâng. Với nó có gì đâu, bố bảo là con là thế đâu nhá, bố. Mà mình là bố nó có gì nó có tiền đâu. Thế nó lợi nhưng mà mấy tháng rồi, nhưng mà đấy tham 7 tháng 9 tháng 8 cái này ấy, ý là lợn thì nó có dịch chết ấy. Vâng, còn nó đâu có một con lợn để mà có thịt đâu mà mua lấy vợ đâu mà nó bố chịu từ từ đã làm nhà làm cửa xong hãng lấy vợ. Vâng. Khổ. Thế thôi. Vâng. Thế em đến thăm anh chút, hỏi bác già bác giới thiệu hoàn cảnh thì lên động viên anh một tí, cố gắng anh nhá. Vâng. Cố gắng. Đây là vẫn còn nguyên đất là đất nhà mình đúng không? Đây một vòng xếp đá này là vẫn của đất nhà mình. Thì là đợt ngày xưa là bán nguyên gỗ bên trong nhà thôi. Còn cái trình tường là để nó sập xuống như này. Đấy thì có đất đai rồi thì mấy bố con chịu khó làm nhỉ. Ở đây đêm hôm mưa gió to thì làm sao mà ngủ được. Thế đâu ơi. Sao không ở nhờ nhà anh em ấy. 4-5 anh em trai cơ mà. Không ở nhờ người ta. Nói nên chạy cái đó còn nói thì nó có, nói nhiều thì nó có chửi nhau chứ không nói gì. Mỗi người một tính à. Vâng. Thôi được rồi, anh nghỉ anh xong là anh sang bên kia ăn cơm đi. Dạ, em nhá. Xin phép đây. Vâng nhá, đi chào vâng. Chú nhá. Vâng vâng. Sao okay. Mà nói nhá, có gì em, có gì em gái qua. Chả có gì nữa, nó uống xuống nữa nhá. Thôi không sao. Thôi về không thôi, không sao đâu, không phải cơm nước nhá. Bia bọt gì đâu. Vâng vâng. Em về đây. Vâng ạ. Vâng vâng. Anh bảo về cẩn thận nhá, không có nước, không có cơm cho ăn.
về không thôi. Thì lần sau lên thăm kiểu kiểu đấy. Chắc các bạn mà nghe video thì khó phiên dịch anh ấy nói lắm. Anh ấy nói khá là nhanh và lắp bắp lắm. Mình kiểu mình lên trên bản nhiều, mình nghe quen người đồng bào nói quen thì mình cũng nghe cũng được nhiều phết. Nói chung là khó khăn đấy. Yeah. Bây giờ thì phải chịu khó đi làm thuê thì hai con trai với nữa, sau này cưới vợ, cưới viếc nữa. Cưới vợ ở trên vùng cao đây không hề đơn giản đâu các bạn ạ. Cưới ở đâu thì cũng không hề đơn giản đâu. Cũng phải sắm sửa rồi lợn rồi làm cái lễ vật các thứ sang cho gà gái. Người xuôi thì bằng tiền, còn người vùng cao thì là bằng lợn, bằng đồ đạc. Đâu chả thế. Có mỗi cái hủ tục là đám ma, đám xiếc đấy. Ví dụ không có điều kiện thì nhanh gọn thôi, nhưng mà đây thì kéo dài lắm. Làm nhá. Mình mà ví dụ mình tự ý mà đưa bố mẹ mình ra đồng ra ấy sớm ấy, những cái trưởng bản hoặc là những người già làng các thứ ấy, người ta không cho làm đâu. Rồi nếu mà làm, cố tình làm như thế người ta chửi, người ta chửi rủa cả đời ấy. Thì kiểu như người ta nghĩ là bố mẹ sinh ra nuôi mình lớn ấy, đến lúc bố mẹ mất thì mình phải trả ơn trả nghĩa đấy. Kiểu đấy. Không phải một chốc một lát mà thay đổi được tư duy đâu. Thế thì vùng cao đấy, vợ chồng trẻ ra thì một là ra dựng nhà danh ở, hai là chỉ có ở cái những cái nhà tre vách lứa các thứ thôi. Hôm nay Long cũng ghé qua thăm anh Trư được một chút, qua lời giới thiệu của trưởng bản ấy. Trích quỹ của chú Kevin Trần ra tặng cho anh 500.000 đồng để động viên anh ấy. Mấy hôm nữa đi xuống dưới kia thì tiền tàu, tiền xe rồi đi làm cố gắng. Video này thì Long xin phép được dừng máy tại đây. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý khán giả đã theo dõi video. Xin chào và gặp lại.